Thưa quý vị, trên địa bàn xã Bình Phú, thành phố Bến Tre vừa mới xuất hiện một ổ dịch bệnh dài trên chó. Theo chi cục chăn nuôi và thú y Bến Tre, vào ngày 27 tháng 11 tại tổ nhân dân tự quản số 6 ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre xảy ra trường hợp chó vô chủ trên 6 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 20 kg chạy rong cắn hai người. Con chó có dấu hiệu hung hăng và được người dân bắt giữ lại để theo dõi, sau đó chó yếu dần và chết. Sau khi nhận được thông tin chi cục chăn nuôi và thú y Bến Tre chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao Bảo, phòng chuyên môn phối hợp với địa phương tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu gửi về chi cục thú y dùng 6 xét nghiệm. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2023, chi cục nhận được kết quả xét nghiệm của Trung tâm chuẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật chi cục thú y dùng 6 phát hiện virus dại gây bệnh trên mẫu bệnh phẩm. Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn bệnh dạy phát sinh và lây lan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre vừa có văn bản đề nghị Quỹ Ban nhân dân thành phố Bến Tre quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bà dạy theo đúng các nội dung trong kế hoạch số 7415 ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Quỹ ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh động vật năm 2023 trên địa bàn tỉnh, thực hiện đầy đủ các giải pháp xử lý ổ dịch dạy xảy ra tại xã Bình Phú theo đề xuất của Chi cục chăn nuôi và thú y, tuyên truyền người dân chủ động tổ chức tiêm phòng cho đàn chó mèo chưa được tiêm phòng, chó mèo tiêm phòng hết thời gian miễn dịch luôn đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu 80% tổng đàn trong mọi thời điểm. Số liệu tiêm phòng phải đảm bảo tính chính xác, tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh dạy của các xã, phường trên phạm vi thành phố để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, đảm bảo thực hiện đúng và đủ công tác phòng chống dịch bệnh dạy, đặc biệt là tại các địa phương đã xuất hiện ổ dịch bệnh dạy trước đây như xã Sơn Đông, phường 7. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình dịch bệnh dạy trên địa bàn tỉnh vẫn chưa ổn định. Hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có 10 trường hợp chó qua quan sát lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với virus dạy. Trong đó có 9 ổ dịch bệnh dạy đã được công bố, 5 trường hợp người tử vong vì bệnh dạy. Riêng địa bàn thành phố Bến Tre có 1 ca bệnh dạy trên người xảy ra trên địa bàn xã Nhân Thành vào đầu tháng 3 năm 2023.